Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Video này thì Khải bữa giờ tìm mua phôi rất là khó nè. Bây giờ thì nói chung có một cái phôi Khải vừa hỏi giá thì cũng được. Chung là 3 kim. Rồi, xuống cái phôi này đi. Phôi này nhìn cũng khá là đẹp. Sắc thương một lý dòng 1 nè, thương lý dòng 1. Đây, 3960 cấp 10 luôn nè. 3960 cấp 10 luôn. Định mua phôi trên 40 mà không có nè. Thôi phôi này được, ép hên xui thử như thế nào ra được nó thì ok luôn nè. Biết như thế nào nè, trời ơi, thấy nhiều ông ép ra nọ quá. Đó, đây nè, cái phôi này 3960. Cái phôi này chắc chắn sẽ hơn cái nọ của Khải 42 dần 1 quá nhiều luôn. Rất là nhiều điểm luôn nè. Nghĩ rất là nhiều luôn á. Đây, cho anh em xem. Ông ra 4 kim, Khải trả 2.5. Rồi bán ông cái 3 kim bay rồi mua 3 kim luôn. Đó. Đây. Phôi này thì cái này thì 1 dòng 42. Không có gì hết nè, nhìn nó không được đẹp cho lắm. Không được đẹp cho lắm. Còn Khải mua cái phôi này, đó, anh em nhìn cũng được chưa? 3960 dòng 1 khá là đẹp, khá là chất. Mới sẽ như thế nào đây. Chung thì ở video này thì tìm phôi khá nhiều nhưng mà không ra nè. Nên là ở video này Khải lên cho anh em xem thì Khải mua video, Khải mua cái phôi này 3 kim thôi. Đó, rồi bắt đầu hóa với anh em. Cố gắng hóa 5 đến 10 lần như thế nào. Nếu mà ra thì có mà xài luôn. Cái nỏ này cũng, nếu mà ra nỏ thì quá tuyệt vời luôn nè, quá tuyệt vời. Anh nghĩ cái này mà ra nỏ thì đánh cũng khá là ok ấy. Hôm nay cái này mà mang vào cái nỏ thì lực tay Khải nghĩ chắc nó hơn khoảng tầm 150 đến 100, 100 đến 150 nè. Lực tay hơn 100 đến 150 ấy. Tại vì lúc trước Khải có mang một cây 3760 rồi. Nó hơn cái cây của Khải đang mang này, hơn cây của Khải này hơn 60 lực tây nè, hơn 60 lực tây. Cây này thì hơn 2 điểm thì Khải nghĩ chứ nó sắp xỉ hơn khoảng 100 hơn lực tây. Đó. Thì nói chung thì hôm trước Khải còn một số hóng binh đó. Đó là đỡ trải nghiệm thử hóng binh làm video cho anh em xem. Nếu không thành công thì xài cây em này luôn nè. Đó. Thì còn 10 lần hóng binh thì một hơn thì lên đây, không? Hơn thì lên, còn hơn thì thôi nè. Đó. Tam sinh thạch đó, phải mua hóng binh nữa hóng thôi đó nha anh em. Đó, anh em chờ đợi video hóng binh nha. Nói chung thì tìm phôi cao hơn 40 mà không ra nè, tầm này 39 cũng được rồi nè. Theo Khải tầm này so với sản phẩm hiện tại thì cái cây 3960 này thì Khải thấy cũng ok rồi. Rồi anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha. Hẹn em ở những video hóng binh tiếp theo.